Hi, chào các bạn nha. Bữa nay tôi đi tiếp phần mẹo 2 phần 5 nha. Mẹo sơ chế về thực phẩm đi. Làm thịt gà. À, bây giờ làm gà hay là làm thịt vịt, nếu mà không biết cách thì thịt sẽ rất là đỏ và da nhũn và không sạch lông non. Nhất là vịt cho các bạn. Áp dụng những cái cách sau thì các bạn sẽ thấy nó dễ dàng hơn cho các bạn này. Thứ nhất là vặt lông, dùng nước không phải là 100 độ đâu mà 70 độ C được rồi. Thì nhúng gà vào và lật đều, vặt thử mà thấy cái lông nó tuột ra và chóc màng chân thì mới vớt ra nha. Còn màng chân chưa chóc đừng có dại mà vớt ra đó. Để da không bị rách nên là vặt lông theo chiều xuôi của cái lông mọc ra. Khi vặt, miết tay vào cái thân gà vịt cho cái hết lông non, khi vừa vặt vừa miết nha. Sau khi làm sạch lông thì nên sát muối, rửa nhiều nước rồi sát gừng ngoài da để khử mùi hôi. Còn riêng tôi làm ở nhà thì nó kỹ hơn là tôi nấu nước gừng lên, xong rồi tôi nhúng cái con gà đã vặt lông vào và tôi rửa, nấu cái nước gừng lên mà nấu nước ấm thôi rồi vừa nó ra cái mùi gừng á. Hoặc là nếu mà các bạn không có cái nấu lười á thì cắt nửa cái miếng gừng ra, miếng to nha, xong rồi lấy nửa miếng gừng đó chà sát lên cái thân của con gà sau khi đã rửa xong rồi lại rửa nhiều lần như vậy. Còn bây giờ khi mổ bụng này, để mổ phanh thì bạn khía từ ức xuống cho đến hậu môn. Cái này ai cũng hay làm như vậy hết. Khi rạch đến phần bụng, cầm da kéo lên để không bị thủng ruột. Cái chỗ này các bạn để ý nha, không có thủng ruột á thì đầy cái phân nó vô, cái ruột nó thúi, mình rửa nó cũng nhiễm. Khoét vòng quanh hậu môn, lách ngón tay trỏ vào trong, làm đứt màng chằng, lấy phủ tạng ra. Tất nhiên là người ta lo, người ta lấy cái phủ tạng ra trước chứ không có để nhỡ mà mình cắt cái gì nữa là nó bể cái đường ruột là nó ra phân. Nếu mổ moi khía một đoạn da ở diều, moi diều ra, dùng dao nhọn khoét xung quanh hậu môn, kéo ruột ra ngoài, rạch ngang ở bụng dưới, cho ngón tay đưa các nội tạng khác là ra qua cái phần bụng. Ngoài ra, để thịt không bị đỏ, cần cắt tiết khéo để không bị tụ huyết. Còn với chim bồ câu á, không cần cắt tiết vì thịt vốn đỏ, không làm ảnh hưởng đến màu sắc. Để khử hết cái mùi tanh sau khi làm những cái con vật này thì có thể là sát chanh hoặc là giấm gạo vào tay. Đó là khi mình làm xong á, nó bị tanh lắm cho nên là mình sát chanh hoặc là giấm gạo vào. Còn làm thịt vịt nè, làm thịt vịt thì các bạn nhớ nhé, luôn được coi là việc không dễ của chúng ta đâu, vì cái lông của con vịt nó khó nhổ lắm thường là nó lông thì khó nhổ mà thịt thì thường dai đó. Những cái mẹo nhỏ sau thì sẽ giúp chúng ta hỗ trợ được cái vấn đề đó. Tất nhiên là nấu nước phải thật sôi, khác với nước của con gà nha. Rồi thả vào nồi ít vôi trong đó, hoặc lá khế. Dùng cái nước này nhúng vịt rồi mới nhổ lông. Khi nhổ nhớ miết tay xuống sát da để làm sạch hết cái phần lông tơ. Bởi vì mình lợi dụng cái lúc mà nó còn lông đó đó, mình lấy cái tay mình miết xuống thì cái ma sát ở trên cái lông nó sẽ cạ vào cái phần lông nhỏ, nó sẽ kéo đi luôn. Dễ hơn là khi chúng ta dùng cái tay không mà ta miết phần còn lại sẽ rất khó hơn. Bây giờ thì đấy là những cái mẹo thôi, còn bây giờ thì nó có cái máy mà đánh mà nhổ lông, chúng ta đi ra chợ thấy hoài chứ gì, đúng không? Bây giờ tẩy mùi hôi của vịt. Vịt dù mà đã làm sạch lông cũng vẫn còn mùi hôi do cái tuyến lang nang lông sót lại. Thì chúng ta làm sao? Nó cũng y như vậy bên gà. Là chúng ta sẽ lấy cái miếng gừng tươi, chúng ta sát cắt ra rồi chúng ta sát vào cái da nó,
Rồi xong chúng ta rửa hoặc là nấu nước mà nước gừng. Rồi xong rồi chúng ta rửa, đó, dùng cái nước gừng nó rửa, hoặc là nếu mà các bạn nhanh hơn nữa các bạn dùng rượu trắng và muối sát đều lên da vịt. Sau đó là xả dưới cái vòi nước thì thịt vịt sẽ trắng và sạch. Trong trường hợp mà các bạn mà không có tất cả những cái đó, mà ví dụ như là mình đang ở một cái vị trí mà không có muối này, không có rượu trắng này, mà mình ở trong cái bếp nó thiếu thốn như vậy mà không có gừng cũng không nấu gì được, các bạn làm sao? Nếu có ớt á, ớt thì các bạn lấy cắt đôi trái ớt to rồi hoặc là 4-5 trái ớt nhỏ các bạn cho vào cái nước một chút, thì cái độ nóng của cái ớt đó, nó hỗ trợ để cho chúng ta sẽ làm sạch được cái da vịt nhá. Khi mình rửa lên cái đó, nó dùng cái nhiệt độ của nó, cái ớt nóng đó, nó sẽ làm nở nở cái lỗ chân lông của con vịt ra và nó đi hết cái mùi hôi ra. Đó cũng là một cách để cho thịt bớt dai. Thì ta làm sao, thịt vịt thường dai hơn thịt gà là chính xác đó. Cho nên là vì thế là muốn thịt vịt mềm thì chúng ta thái xéo thớ thịt, phải thái xéo thớ thịt, thịt sẽ vừa mềm vừa đẹp mắt. Đó là cái cách, một cái mẹo để cho thịt vịt mà nó không có dai, đó là thái xéo ha. Đó, bây giờ đến làm cá. Mà muốn đánh vảy cá cho nhanh thì cái bí quyết nó là, trước hết là trước khi làm cá cho vào cái nước lạnh ngâm khoảng 2 tiếng đó, rồi đổ vào nước một ít chấm ăn. Đó, khi đánh vảy cá sẽ tơi ra một cách dễ dàng. Và để làm sạch nhớt cá thì chúng ta có thể dùng 2 đến 3 muỗng giấm á, rưới đều khắp mình con cá. Hoặc là chanh cũng được, các bạn vắt chanh mà cũng được. Sau khoảng 1 phút nhớt sẽ chuyển sang màu trắng. Và lúc bây giờ bạn chỉ việc dùng dao cạo sạch đi thôi. Chanh và giấm nó cũng tương tự nhau. Lấy một trái chanh các bạn vắt ra, vắt lên cái mình cá cũng được vậy. Làm cá mè không tanh, thì cá mè nó tanh lắm các bạn, mà thường người ta hay lấy cá mè người ta làm gỏi cá sống. Thế cho nên là tại sao mà nói riêng về cá mè nên làm như thế nào cho không tanh. Khi mổ các bạn nhớ bóc hết cái màng đen dính ở khoang bụng cá, rửa sạch cắt khúc rồi đem ngâm vào nước vo gạo, nước vo gạo đặc khoảng 10 phút. Sau đó rồi mới vớt ra rửa sạch bằng nước muối nha các bạn. Nước vo gạo nó đem đi hết mùi tanh, đặc biệt hay lắm. Rồi mới đem rán hay là chiên hay là nấu riêu, hay là các bạn làm gỏi cá sống là đặc biệt. Còn làm con cua, con ghẹ làm sao mà cho nó hay, để nguyên dây trên cái mình con cua đó, và con ghẹ đó, để an toàn. Không nên nó lấy cái càng nó kẹp các bạn cũng đau lắm á. Rồi lấy tay lật cái yếm dưới bụng lên, dùng cái dao nhọn chọc thẳng vào cái chỗ hõm á, cho đến khi mà chân và càng á của nó là duỗi ra, thì lúc bây giờ là nó chết rồi á, thì mới lột bỏ yếm và cả phần trứng xốp bên ngoài yếm nếu có. Thì lúc bây giờ là tháo bỏ dây chung quanh, và vì lúc bây giờ tháo dây là an toàn rồi, dùng bàn chải. Mà bàn chải tốt nhất là bàn chải dùng mà đánh răng á, cọ khắp xung quanh cho sạch và cho vào nồi. Khi chín tới, sau khi sôi vài phút phải vớt ra ăn nóng ngay, nếu không cua ghẹ sẽ không còn chắc và ngọt nữa đâu đó. Và ăn sớm thì nó còn chắc và nó ngọt. Còn bây giờ tới làm ốc ha các bạn ha. Muốn làm cho ốc sạch, để làm ốc nhồi á, thì đừng có đập bể chôn ốc. Vì khi đập bể chôn ốc á, khi nhồi ốc vào hấp nước ngọt nó đi ra theo cái đường cái đập bể đó đó. Lấy dao nhỏ khẽ cạy miệng ốc ra, rồi lấy một chiếc đũa đẩy ốc thục vào trong một lúc, cầm con ốc vẩy mạnh thì ốc sẽ rơi ra hết đó, chứ không phải mình khêu nhá. Bỏ phần ốc bùn phía cuối, phần ốc còn lại cho vào giấm bóp kỹ rồi rửa lại. Cho vào giấm bóp để cho nó đi cái nhớt bớt á. Còn làm lương này các bạn, mình làm lương lương á, mua về còn sống rồi cho vào son hoặc là thau, lấy rổ đậy kín rồi cho vào một chén giấm chua ha các bạn ha. Lương sẽ
con này nó sẽ quẩy rất là mạnh, và khi nó quẩy chính là cái nước nó sẽ tự quẩy này, sẽ nó tự rửa cái người nó đó. À, bao nhiêu nước sẽ theo ra hết. Khi thấy lương yếu dần không còn quẩy nữa thì đem ra vuốt bằng muối rồi rửa lại bằng nước lạnh vài lần thì nó sẽ ok, thì lương nó nhiều nhớt lắm đó. Còn làm ruột heo hay là bao tử heo nè, ruột hoặc là bao tử heo mua về lộn trái ra rồi cho một nắm bột mì vào bóp cho kỹ một lúc, sau đó mới rửa lại nhiều lần bằng nước lạnh sẽ sạch hết đó. Muốn luộc ruột hoặc bao tử cho trắng thì cái đun một nồi nước sôi, sau đó cho vào một miếng phèn chua độ nửa ngón tay á, cho lòng heo và luộc, nhớ để nước cho ngập. Khi mà lòng heo đã chín thì vớt ra thả vào nước lạnh, có pha một chút hàng the đó. Đó là cái cách thức làm ruột heo hay bao tử heo cho nó ngon ha. Cho nó bây giờ tới phần khi mà mình bóc vỏ cà chua và cà rốt làm sao cho dễ nè, thì hãy nhúng chúng vào trong nước sôi trong vòng vài giây trước khi mà mình lột cái vỏ nó. Nhớ đừng có nhúng lâu nha. Sau đó bạn có thể dùng tay để bóc vỏ cà chua, còn cà rốt thì có thể dùng một dao nhỏ. Còn bây giờ khi mà các bạn ở nhà làm bánh á, mà cán bột á, làm sao cho không bị dính. Lúc nhào bột á, cán bột để làm bánh, bột hay bị dính vào bàn rất là khó chịu. Thì khi ấy ngoài cái cách rắc bột một lớp áo trên cái bàn, thì bạn có thể làm theo cách sau. Để bột trong một cái tô, rồi đậy một lớp ni lông kín, rồi cho vào tủ lạnh khoảng 1 giờ. Lúc cán bột làm bánh bột sẽ không bị dính nữa. Cái bí quyết này là chúng ta nên dùng, vì là cái rắc bột nó vẫn còn dính đó các bạn, nhưng mà theo cái cách này là chúng ta sẽ hết bị luôn. Bây giờ làm sao để hết tanh, cái mùi tanh của hải sản. Khi mà chúng ta ăn hải sản chúng ta sẽ rất là sợ mùi tanh. Như vậy hải sản cá thường có mùi tanh, để khử bớt cái mùi tanh thì chúng ta có thể là áp dụng cái phương pháp nấu ăn hoặc một số gia vị khử mùi tanh hiệu quả. Thì ngâm rửa nè, các loại hải sản như tôm, mực, nghêu, sò nên là ngâm rửa kỹ vài ba lần, sau đó là ngâm trong nước muối loãng khoảng 10 phút, xả bằng nước sạch và để ráo trước khi nấu. Đối với cá biển thì phải kỹ hơn, phải mổ bỏ lòng rồi mang rồi đánh vẫy, cắt vây và bỏ thật sạch cái màng á. Bỏ thật sạch cái màng đen ở trong cái bụng á. Nên rửa cá kỹ vài ba lần. Nếu là cá có mùi tanh nhiều, có thể ngâm cá trong nước vo gạo hoặc là nước muối 15 phút. Nước vo gạo hay lắm các bạn. Sau đó rửa lại bằng nước sạch để ráo nước khi nấu, là để ráo trước khi nấu đó. Đối với cá tanh nhiều như là cá ngát này, cá nhám này, cá đuối này, sau khi sơ chế ngâm cá vào nước vo gạo khoảng 15 phút thì rồi rửa sạch lại bằng nước muối, cá sẽ sạch nhớt và khử được mùi tanh. Đó, các loại như là ốc bươu, ốc lác, ốc gạo, ốc hương thì sau khi ngâm rửa sạch các đất tiếp tục ngâm với nước vo gạo rồi ốc sẽ nhả nhớt nhiều, làm mất hẳn mùi tanh. Và khi ngâm với nước vo gạo nên cho vài trái ớt thả vô nha các bạn, cắt vài trái ớt thả vô vẫn tốt hơn. Với cách ngâm bằng nước vo gạo, ốc sẽ sạch hơn cả phần vỏ bên ngoài. Rồi dùng nhiệt độ, ví dụ như hải sản, nhất là cá, khi nấu nóng các chất tanh sẽ bị phân hủy, do đó khi nấu nên mở nắp nồi để mùi tanh bốc hơi dễ dàng. Dùng gia vị thơm như là tiêu, như là ớt, như là gừng, hành, rau răm, rau cần để khử bớt mùi tanh của hải sản. Đó, thì dùng các cái chất có vị chua như là chanh, khế, me, cơm mẹ hay giấm nấu với hải sản, cá vừa khử bớt được cái mùi tanh, vừa làm món ăn nó ngon hơn. Đó, rồi tiếp này nha. Vậy là dùng rượu để ướp hải sản cũng được. Khi mà tôi làm bếp á, thì cái cách thức mà của nhà hàng bếp á, là gì? Các thầy thường dạy là ta sẽ cho rượu vô để ta ướp vô, để cho nó dùng cái sức nóng của rượu á, nó làm bay đi cái mùi ấy các bạn.
trước khi chiên nướng thì ướp như vậy, hoặc trong khi hấp luộc cho thêm chút ít rượu vào sẽ giúp cho hải sản cá mất hẳn mùi tanh, giúp thơm ngon hơn. Bây giờ cũng được 15 phút rồi, cảm ơn các bạn theo dõi ha.